الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وبعد. Theo hai bộ sách Bukhari và Muslim, từ ông Abu Hurairah radhiyallahu anhum thuật lại lời mà Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói: Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Có bảy hạng người được Allah subhanahu wa ta'ala che dưới bóng mát vào ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của ngài. Thì trong số bảy người đó, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Wa shabun nasha fi ibadati rabbi." Và thanh niên trưởng thành trong việc thờ phượng thượng đế của y. Thì chắc có lẽ chúng ta sẽ hỏi tại sao thanh niên trưởng thành trong sự thờ phượng thượng đế tức Allah subhanahu wa ta'ala lại xứng đáng được Allah subhanahu wa ta'ala che y dưới bóng mát của ngài vào ngày không có bóng mát ngoại trừ bóng mát của Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi đối với một người thanh niên là người ngoan đạo, biết kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, thì y chẳng những tốt cho bản thân mình, và sự tốt đó không chỉ dành riêng cho y, mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ sử dụng y vào những điều làm nên lịch sử và khắc ghi những điều mà những người khác không như họ làm được như thế. Nếu như chúng ta cần bằng chứng thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về với thiền kinh Quran và chúng ta sẽ thấy rõ được cái điều đó. Nabi Ibrahim alayhi salam ngay khi còn nhỏ, ông ta đã nhận thức được việc thờ phượng bức tượng là sai lầm và đó là sự lệch lạc. Và Nabi đã đứng ra công bố bảo mọi người đừng có làm điều lệch lạc đó. Và người đã tranh luận với họ bằng cái lập luận khôn ngoan và khôn khéo, và đã bảo và khuyên cha mình hãy từ bỏ đi việc làm sai trái đó. Nhưng họ quyết không làm theo. Thì người có hành động quyết đập bỏ tất cả những bức tượng đó. Và người đã làm. Và một ngày Tết của những người đa thần vào thời đó, và người trừ lại mỗi có một bức tượng. Và sau đó mọi người đã kéo đến sau khi họ vui chơi vào ngày Tết để mà cúng bái, thì họ thấy sự việc nó đã tan hoang trong cái nôi đền của họ. Và sau đó để trả thù cho thần linh của mình, và họ đã ném Nabi Ibrahim alayhi salam vào giàn lửa thiêu. Và tất cả những sự kiện đó được xảy ra trong lúc độ tuổi Ibrahim alayhi salam là một người thanh niên ở tuổi đầu đời của mình, khi mới vừa là một người thanh niên có sức khỏe và có ý chí mạnh mẽ. Bởi thanh niên họ là những người dám nghĩ và dám làm, và khi họ làm thì chắc chắn họ sẽ đạt. Bởi đó là thời điểm tốt nhất để cho họ biết được Allah subhanahu wa ta'ala, và khi họ sợ Allah thì Allah sẽ sử dụng họ vào những điều như thế. Thì bằng chứng khẳng định rằng Ibrahim alayhi salam là một chàng thanh niên vào ngay cái thời điểm đó. Như Allah subhanahu wa ta'ala thông tin chúng ta biết trong thiền kinh Quran của ngài: Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Khi họ quay hỏi nhau các ai đã làm nên bức tượng như thế này, thì quả thật y là người sai trái. Một số người trong bọn họ mới nói với nhau: chúng tôi nghe nói được đó là một người thanh niên tên là Ibrahim đã làm chuyện đó. Thì chúng ta thấy đó là một chàng thanh niên nhận thức được vấn đề và biết rõ được đó là sự sai lệch, và đã dám làm những cái điều mà những người khác không dám làm như họ. Còn về Nabi Yusuf alayhi salam, chúng ta hãy đặt mình vào cái trường hợp của Nabi Yusuf, xem mình có làm được như Nabi Yusuf alayhi salam đã làm hay không. Nabi Yusuf bị thử thách mà tin rằng sự thử thách đó không ai có thể vượt qua được như Nabi Yusuf alayhi salam đã vượt qua nó. Đó là một người phụ nữ đẹp tuyệt sắc, và lại là một người phụ nữ giàu có quyền lực. Bà ta ăn mặc rất là khiêu rợi,
Vào ngay cái thời điểm đó chỉ có bà ta và Nabi Yusuf alayhi salam trong căn phòng của mình. Và bà ta đã thể hiện cái sự ham muốn về thể xác của Nabi Yusuf alayhi salam, cho nên bà ta đã muốn cố dụ Nabi Yusuf. Và bà ta đã mời gọi, hãy đến với bà ta, thỏa mãn với bà ta. Trong khi Nabi Yusuf alayhi salam ngay thời điểm đó là một chàng thanh niên, chưa phải là Nabi của Allah subhanahu wa ta'ala, vốn là một thanh niên vừa trưởng thành. Và Allah subhanahu wa ta'ala đã thông tin chúng ta biết về sự kiện ngày hôm đó như thế này. وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ. Người phụ nữ mà Yusuf đang tá túc ở nhà cùng mã ta đã đến quyến rũ y, và ả ta đã đóng chặt cửa phòng của mình lại mà mời gọi muốn Nabi Yusuf với bà ta. Nhưng Nabi Yusuf alayhi salam là một người vốn kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, nên người đã trả lời bà ta như thế này: Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Yusuf nói: Tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi điều tội lỗi. Quả thật ông chủ của tôi là người cư xử tử tế với tôi, và quả thật kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao giờ thành công. Nabi Yusuf đã thành công trong cái thử thách mà Allah subhanahu wa ta'ala đã bày ra cho người. Và các bằng chứng khẳng định rằng Nabi Yusuf alayhi salam thời điểm đó là một chàng thanh niên. Thì ở câu kinh dưới, Allah subhanahu wa ta'ala nói kể về cái sự bàn tán của những người phụ nữ trong Madinah, trong cái thành phố thời điểm đó. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ عَزِيزٌ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Các người phụ nữ trong thành phố nói với nhau sau khi sự việc bại lộ, thì những người phụ nữ mới xăm xì với nhau, mới nói vợ của vị đại quan lớn đó mà lại quyến rũ chàng thanh niên trẻ của mình. Chúng ta hãy nhớ chàng thanh niên trẻ của bà ta ở trong nhà của bà ta đã quyến rũ nó ở một độ tuổi thanh niên, cái ham muốn cao nhất có thể trong tuổi của một con người. Chắc chắn có lẽ ả ta đã đam mê chàng thanh niên đó bằng cái tình yêu mù quáng, và quả thật ả ta đã làm lệch một cách rõ ràng. Chúng ta thấy Allah subhanahu wa ta'ala sẽ sử dụng những người thanh niên trẻ, họ có cái lòng tất qua ngoan đạo, vào những điều mà ghi nên lịch sử và tên tuổi của họ hay là câu chuyện của họ sẽ được khắc ghi trong thiên kinh Quran của Ngài. Cũng giống như một nhóm người họ đã trốn khỏi quê hương của mình trong hang núi, bởi vì họ là nhóm thanh niên tin tưởng nơi Allah subhanahu wa ta'ala, thấy được sự lệch lạc của cộng đồng của mình đang thờ phượng ngoài Allah subhanahu wa ta'ala, và họ đã bỏ đi. Và rồi họ đã ẩn náu vào một cái hang núi tạm lánh để rằng họ sẽ đi xa hơn. Nhưng không ngờ khi vào bên hang núi thì họ đã ngủ quên. Và chúng ta đã nghe về cái câu chuyện này, và giấc ngủ của họ đã đổi nên lịch sử. Và sự kiện và câu chuyện của họ được khắc ghi trong thiên kinh Quran, mà chúng ta nên đọc nó vào mỗi tuần, vào ngày thứ sáu, tương tự như ngày hôm nay một lần, ở chương Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Quả thật họ, nhóm người chúng ta vừa nghe đó, là một nhóm thanh niên có đức tin nơi thượng đế của họ, và ta đã ban thêm cho họ sự hướng dẫn. Và về một chàng trai vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ mà Nabi sallallahu alaihi wasallam kể chúng ta nghe trong bộ sách Muslim ghi lại. Nabi nói: Có một bạo chúa thời trước các ngươi, y có một phù thủy phò trợ y. Thì khi phù thủy đó già thì phù thủy đó mới nói: Tôi muốn bệ hạ đưa cho tôi một đứa trẻ để tôi dạy nó lại phép thuật để tiếp tục làm cái việc phò trợ ngài. Thì vua mới gửi phù thủy đó một đứa trẻ. Thì trên đường đi từ nhà của mình đến cái tên phù thủy đó để học bùa phép, thì đứa trẻ đó đã gặp được một người tu sĩ thuộc dân kinh sách, và cậu bé đó là ở lại học hỏi với cái người tu sĩ đó, và sau đó tiếp tục đến gặp cái tên phù thủy để mà học. Thì vài lần như vậy thì cậu bé bị tên phù thủy đó phạt. Sau khi biết được bị phạt thì người thầy mới nói dạy cậu bé một điều: nếu như tên phù thủy đó phạt con thì con nói gia đình mình đã giữ con lại, không cho con đi sớm hơn. Và nếu như trở về nhà bị cha mẹ phạt thì hãy nói người thầy phù thủy đã giữ con lại lâu hơn. Thì cứ như thế cậu bé đã được ở lại học với thầy tu đó một thời gian. Cho đến một ngày nọ, cậu bé đã được ở lại học với thầy tu đó một thời gian. Cho đến một ngày nọ,
cậu bé đó gặp được một con vật, nó đã cản đường mọi người, và con vật đó con vật gây hại và nó lớn, làm mọi người không ai dám đi qua con đường đó. Thì lúc này cậu bé mới tự nói với lòng mình, nói đây là thời điểm để chứng minh xem kiến thức mà Allah subhanahu wa ta'ala do thầy tu sĩ đó dạy được Allah yêu thích hơn hay là phép thuật của cái tên phù thủy kia. Thì cái người cậu bé đó mới cầm cục đá lên mới nói, lại Allah, nếu như kiến thức mà của thầy tu kia được ngài thương yêu hơn phù phép của phù thủy kia dạy, thì xin ngài hãy giết chết cái con vật này đi. Thì cậu bé đã ném, thì Allah subhanahu wa ta'ala đã cho con vật đó chết ngay sau đó. Thì cậu bé mới đi về kể cho tu sĩ, thì tu sĩ mới nói, giờ đây con đã tốt hơn ta nhiều rồi đó, và ta thấy được con đạt được những điều mà ta không thể, thì chắc chắn con sẽ bị phải thử thách. Nhưng cho dù con có bị thử thách hay là bị trừng phạt đánh đập như thế nào thì con đừng bao giờ khai ta ra. Vì cậu bé đó được Allah subhanahu wa ta'ala cho cậu ta có thể chữa bệnh, chữa được những bệnh câm và bệnh mù và tất cả những cái bệnh hiểm nghèo mà người khác không chữa được. Thì cho đến một ngày nọ, người tể tướng cận kề của vị vua bạo chúa, ông ta vốn bị mù, thì nghe được cái tiếng cậu bé đó, thì ông ta đã đến mang đến quà cáp rất là nhiều, mới nói, này chàng trai, nếu như cậu chữa được cho ta sáng mắt thì tất cả những gì trước mặt cậu đó là phần thưởng dành cho cậu. Thì cậu bé mới nói, tôi không có khả năng chữa bệnh cho bất cứ ai cả, mà Allah mới là đấng chữa bệnh cho mọi người. Nếu như ông thật sự tin ngài thì tôi sẽ cầu xin ngài chữa bệnh cho ông. Thì cái người đàn ông đó đã tin, thì cậu bé đó cầu xin, thì Allah ta la cho ông ta sáng mắt trở lại. Sau khi sáng mắt, ông ta trở về ngồi bên cạnh vua như trước đây. Thì vua mới nói, ai đã làm cho cậu sáng mắt vậy? Thì cái người tể tướng đó mới nói, thượng đế của tôi. Thì tên bạo chúa đó nổi giận, ngươi còn có một thượng đế nào khác ngoài ta nữa hay sao? Thì cái người tể tướng mới nói, đúng vậy, đó là thượng đế của tôi và thượng đế của ngài chính là Allah. Thì lúc này vua nổi giận một cơn thịnh nộ và bắt đập và hành phạt ông ta. Và cuối cùng ông ta phải khai ra đứa trẻ đó, và bắt đứa trẻ đến và cũng đánh đập và hành phạt. Cuối cùng đứa trẻ đó phải khai ra người thầy của mình là tu sĩ trước đó. Thì khi tu sĩ được mang đến, tên bạo chúa bảo phải bỏ đạo trở về tôn giáo thờ phượng chính y. Thì người tu sĩ đó không đồng ý, và y đã trừng phạt bằng một hình phạt đau đớn, là y đã mang một cây cưa đặt lên trên đỉnh đầu của người tu sĩ đó mà cưa từ trên cưa xuống, tét cả làm đôi. Nhưng người đó quyết không bỏ tôn giáo Islam của mình, và rồi đi đến dưới cái chư hầu của y cũng bảo hãy bỏ đạo. Thì người chư hầu đó vẫn không đồng ý, thì nó cũng áp dụng cái hình phạt tương tự là cưa đôi cái người tể tướng đó ra làm đôi từ trên đỉnh đầu cưa xuống. Và sau đó đến cái đứa trẻ đó bảo bỏ đạo, thì đứa trẻ đó vẫn quyết không đồng ý. Thì nó mới bảo lính nó mang lên trên núi, nếu như lên tới trên đỉnh núi mà nó đồng ý bỏ đạo quay trở lại thì hãy chắc nó về, còn nếu không thì hãy ném nó từ trên núi ném xuống. Thì khi trên đường đi, cậu bé đó mới cầu xin là Allah, cầu xin ngài hãy bảo vệ bề tôi theo ý ngài muốn. Thì khi lên trên đỉnh núi, Allah SWT là cho núi nó rung chuyển, thì tất cả những tên lính đó rơi trên núi xuống. Thì cậu bé đó lại đi về gặp tên vua đó. Thì tên vua mới nói, ngươi đã làm gì với những quân lính của ta? Thì đứa trẻ mới nói, tôi không làm gì mà Allah SWT đã làm. Và sau đó bảo một nhóm người khác chở đứa trẻ đó đi ra ngoài biển, và bảo nếu như nó ra tới vào biển khơi đó, nó đồng ý bỏ đạo thì hãy đem nó về, còn nếu không hãy ném nó xuống biển. Thì trên đường đi đó, cậu bé cũng cầu xin là Allah, cầu xin ngài hãy bảo vệ bề tôi theo ý muốn của ngài. Thì trên biển đó, Allah Ta'ala cho sóng to nổi lên, và gió làm cho thuyền nó chao đảo, làm cho tất cả quân lính trên đó rơi xuống biển chết. Và cậu bé đó lại đi cho về gặp vị vua đó. Thì lúc này cậu bé mới nói, bệ hạ sẽ không bao giờ giết được tôi đâu, cho đến khi nào mà bệ hạ làm theo yêu cầu của tôi bảo bệ hạ thì lúc đó bệ hạ mới giết được tôi. Thì lúc này vua đang có ý định muốn giết cậu bé này mới nói, vậy ngươi hãy ra lệnh và ngươi hãy nói đi. Thì lúc này cậu bé mới nói, vua hãy cho ra lệnh tập hợp hết tất cả người dân vào một thời điểm, và sau đó vua hãy trói tôi vào một gốc cây, và hãy lấy cây tên trong số tên của tôi đây nè, và hãy bắn nó. Và trước khi bắn hãy nói Bismillah, nhân danh thượng đế của đứa trẻ đó. Thì có như thế vua mới có thể giết chết được tôi, còn không bao giờ vua giết được tôi. Thì lúc này vua mới làm theo, tập trung hết tất cả mọi người dân của mình tại một nơi, và sau đó trói cậu bé này vào một gốc cây, và sau đó vua nói y giống như vậy, và nó lớn Bismillah Rabbi Ghulam, nhân danh Allah thượng đế của đứa trẻ đó, và buông tên. Thì cái tên nó trúng ngay cái màng tang, và cậu bé đó dùng tay bịn màng tang của mình, và sau đó cậu bé chết.
thì tất cả dân làng ngay cái thời địa điểm đó nghe được vua nói Bismillah, thì tất cả họ vào ngay cái thời điểm đó đồng tuyên thệ tin Allah subhanahu wa ta'ala ngay thời khắc đó. Điều mà vua sợ, vua không muốn điều đó xảy ra. Trước đó chỉ có một người và ba người, và nay nó đã tất cả dân làng của vua đều tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala, và nguyên nhân đó là điều đứa trẻ đó. Thì tất cả những người nào vô Islam thời điểm đó, ân phúc của họ đều được cộng cho cái cậu bé đó. Thì lúc này vua nổi giận đùng đùng lên, thì ra lệnh cho mọi người hãy bỏ đi cái tôn giáo đó, nếu không sẽ bị giết chết giống như những người trước đó. Thì tất cả dân làng họ đã không đồng ý. Thì vua ra lệnh lúc này đào một cái hố rất là to và rất là dài, và đổ dầu và đổ châm lửa cháy lên trên nó, một cái hố lửa. Và vua nói tất cả ai không chịu bỏ đạo của mình sẽ bị ném hết xuống cái lậu đó. Và lần lượt từng người một đã bị ném xuống hết. Cuối cùng là một người phụ nữ, trên tay mình bồng một đứa trẻ. Thì bà ta lưỡng lự giữa muốn bước xuống và nửa muốn cho lại, do tội nghiệp con của mình còn quá nhỏ. Thì ngay cái thời điểm mà con còn bồng trên tay, Allah subhanahu wa ta'ala đã muốn cho người phụ nữ này được thứ tốt hơn. Thì Allah cho đứa trẻ này nó nói chuyện, nó mới nói này mẹ, mẹ hãy kiên nhẫn đi, mẹ đang ở trên chân lý đó. Và như thế bà ta đã nhảy xuống cơ hội. Và câu chuyện đó Allah subhanahu wa ta'ala đã khắc ghi trong thiên kinh Quran của Ngài, chương Al-Buruj, chương số 85. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqut idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Đám người Ukhdud thật đáng bị nguyền rủa. Lửa trong đó đã được đốt bằng củi và chúng ngồi xung quanh đó mà nhìn. Chúng ngồi xung quanh đó mà nhìn, chứng kiến rằng cảnh tượng mà người ta chết như thế nào và thảm sát ra sao. Thì chúng, những cái kẻ làm đó tin bảo Chúa và quân lính của chúng là những kẻ bị Allah subhanahu wa ta'ala nguyền rủa. Thì chúng ta hãy, đối với một người thanh niên mà họ có cái lòng tất qua ngay từ nhỏ và họ có lòng kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, thì họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala sử dụng họ làm những điều ghi nên lịch sử. Và bằng chứng và chúng ta đã nghe nè, tất cả những gì chúng ta, câu chuyện đó là họ là những người thanh niên đã làm được những điều mà những người ngoài họ không thể làm được như thế. Và những người sống bên cạnh Nabi sallallahu alaihi wa sallam cũng là những người thanh niên tương tự ở trận Bất Đồng. Khi ngày mai là đối diện với kẻ thù và biết rõ được lực lượng của kẻ thù đông gấp 3 lần bên mình, thì Nabi lúc này có sự hoang mang và lo sợ. Nabi sợ rằng người dân Ansar sẽ bỏ về, tại vì họ là những người đã thề với Nabi rằng bảo vệ Nabi ở Matina và bảo vệ hết mình khi Nabi còn ở họ, ở cùng với họ ở Matina kìa. Và nay đã ra khỏi Madinah, Nabi sợ rằng họ sẽ không tiếp tục cái lời hứa hẹn đó mà họ sẽ bỏ về, tại đối diện với ngày mai đây là cái chết, là kẻ thù và chết chấp, và số lượng của kẻ thù gấp 3 lần đối với phe mình. Và Nabi sợ thì Nabi mới nói này, hai mọi người hãy cho ta ý kiến. Thì Abu Bakr đứng dậy nói những lời lẽ tốt đẹp, sau đó Nabi khen và cầu xin điều tốt đẹp cho ông ta. Thì Nabi nói tiếp, hỏi mọi người hãy cho ta ý kiến. Thì Umar đứng lên cũng nói điều tương tự, thì Nabi Salam cũng khen ngợi. Và sau đó bị nói này, hỏi mọi người hãy cho ta ý kiến. Thì hết người này đến người nọ, và tất cả những người có ý kiến đó đều là dân Muhajirin. Nabi tin cho họ, tại vì họ đã bỏ đi nhà của mình ở tại Mecca, đã theo Nabi đến đây, thì Nabi không sợ họ sẽ quay trở về. Mà Nabi lo sợ dân Ansar họ sẽ không đồng lòng với Nabi, nên Nabi mới nói, này hỏi mọi người hãy cho ta ý kiến. Thì lúc này ông Sa'd bin Mu'adh là một chàng thanh niên mới vào Islam trước đó không lâu, là một chàng thanh niên giàu có, là trưởng của một bộ tộc. Ông ta mới đứng dậy mà nói, thưa Nabi của Allah, chắc có lẽ người muốn ám chỉ dân Ansar của chúng tôi thì phải. Thì Nabi nói đúng. Thì ông ta nói, tôi sẽ đại diện cho dân Ansar mà đáp người như thế này. Chúng ta hãy nghe một chàng thanh niên ngày mai đây là sống chết, thì ngay cái thời điểm trước đó một ngày trả lời với Nabi những câu nói như thế này. Có lẽ người lo sợ việc xảy ra ngoài cái nơi này lẫn sứ mạng, tức là ngoài Matina. Nhưng chúng tôi là những người đã hết lòng tin tưởng nơi người, chứng nhận những điều người nói và mang đến đó là chân lý. Dẫu cho người có băng qua cái biển trước mặt đây thì chúng tôi cũng sẽ quyết đi theo sau người. Không một ai trong chúng tôi sẽ ở lại cả. Hãy đến nơi mà người muốn và hãy cắt những gì mà người muốn, và hãy lấy bất cứ gì trong tài sản của chúng tôi người muốn. Quả thật điều mà ngài lấy đi được chúng tôi thích hơn là những gì mà người để lại.
Xin thề giữa đấng đã nắm lấy linh hồn chúng tôi trong tay Ngài, bất cứ con đường nào mà người đi ngang qua, và cho dù chúng tôi không biết trên con đường đó có những gì, thì chúng tôi cũng sẽ quyết bám sát theo sau người. Và không ai trong chúng tôi ghét bỏ việc phải đối diện với kẻ thù ngày mai đây. Và chúng tôi là những người rất là kiên nhẫn và rất có kinh nghiệm ở nơi xa trường. Và chúng tôi là những người rất thật lòng trong việc đối diện đây. Chúng tôi tin rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho người thấy ở nơi chúng tôi điều làm cho người hài lòng. Đó là lời của người đại diện cho dân Ansar vào thời điểm đó. Và đó là một chàng thanh niên lãnh đạo của họ. Nói nên lời lẽ như thế thì lúc này Nabi sallallahu alaihi wasallam mới cảm thấy hài lòng và cảm thấy thỏa mãn, và tin rằng mọi người đã đồng lòng cùng với người để đối diện với cái thù ngày mai đây. Và chiến thắng đã đến với họ, và vinh quang đã đến được với họ. Thì hỡi những người Muslimin, đó là thanh niên sống cùng với Quran và cùng với việc thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Thì câu hỏi, thanh niên của chúng ta ngày hôm nay họ sống như thế nào? Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho chúng ta. Theo một hadith khác do Bukhari và Muslim ghi lại, từ ông Ibn Mas'ud dẫn lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: La tazalu qadamu ibni Adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khams, an umurihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla. Đôi chân của con cháu Adam sẽ còn phải đứng trước mặt Thượng Đế của y vào ngày phán xét, cho đến khi Allah hỏi y đến 5 điều. Thì chúng ta hãy chuẩn bị câu trả lời cho những điều này. Tất cả chúng ta sẽ phải trả lời cho những câu hỏi này. Thứ nhất, về tuổi đời y đã sử dụng ra sao? Thứ hai, về tuổi thanh niên y đã tiêu hao như thế nào? Đó là hai câu hỏi mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hỏi tất cả những người Muslimin. Thì hãy chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi đó. Và nếu như mang câu hỏi này hỏi những người sahaba trước đây, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali hay là Zubair, hay là ông Sa'd bin Mu'adh, hay là Sa'd bin Ubadah, hay là những người tương tự như họ, thì câu trả lời của họ đã có. Còn chúng ta những người Muslimin, câu trả lời chúng ta là gì đây? Nếu như hỏi thanh niên của chúng ta đó, hạnh phúc là gì, thì chúng sẽ sẵn sàng bảo cho chúng ta rằng được vui mái trên cái điện thoại của chúng, được thỏa mãn những gì chúng muốn. Và nếu như hỏi chúng thì những người mà thích ăn chơi đó, thỏa mãn trong cờ bạc hay là rượu chè, thì chúng nói hạnh phúc của chúng là trong những cái niềm đam mê đó đó. Thì thử hỏi, nếu như thanh niên Islam chúng ta là như vậy, và so với những thanh niên trước đây đó, trong thời của Nabi hay những người chúng ta đang nghe câu chuyện của họ, họ sẽ làm nên được những gì cho cộng đồng Islam chúng ta? Và đối với người làm cha, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói với những người đang làm cha, các anh, các chú, các bác đang làm cha, hãy nghe đây lời mà Nabi đã nói với các anh: Kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Đây là hadith sahih Bukhari và Muslim ghi lại. Và tất cả các ngươi là người quản lý, và tất cả các ngươi phải chịu trách nhiệm cho sự quản lý của mình. Quản lý ở đây là chúng ta quản lý những gì bên dưới mình, là một người đàn ông quản lý vợ và con của mình, và anh ta phải có trách nhiệm cho sự quản lý đó. Và Nabi nói một cái hadith khác do Muslim ghi: Ma min abadin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harramallahu alayhi al-jannah. Không một nô lệ nào mà y được Allah giao cho trọng trách quản lý, và vào ngày y chết mà vẫn còn mang cái tội không làm tròn trách nhiệm với việc quản lý đó, thì Allah cấm thiên đàng đổi gì. Thì chúng ta hãy như người làm cha, chúng ta biết rõ được cái hadith mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói, và cái hadith này hầu như chúng ta nghe rất là nhiều và nghe thường xuyên hết. Đối với một con người sau khi chết thì tất cả mọi thứ của y đều bị cắt đứt ngoài trừ 3 điều. Cái hadith này chúng ta đã biết nó là 3 điều gì. Một trong 3 điều đó là đứa con ngoan đạo cầu xin cho cha của mình. Thì hãy hỏi, anh đã dạy con anh là một người ngoan đạo hay chưa, để sau này anh chết nó sẽ cầu xin cho anh. Chúng ta biết được rõ rằng đứa con ngoan đạo sẽ cầu xin cho cha của mình, cho mẹ của mình sau khi họ qua đời. Bởi lời cầu xin của con dành cho cha mẹ sau khi qua đời, đặc biệt là người ngoan đạo, thì lời cầu xin nó được Allah tha thứ.
Nabi đã từng nói vào ngày Kiyamah, một người đàn ông nhìn thấy ân phúc của mình trước mặt của mình thì ngạc nhiên, y nói là Allah, đây là những điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Y phủ nhận ân phúc trước mặt đó là của y, thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói đó là ân phước mà các con của ngươi đã cầu xin cho ngươi đó, và nó được ta thu gom như thế. Thì anh đã không dạy con anh là người ngoan đạo ngay từ nhỏ, thì làm sao lớn lên chúng có thể cầu xin của anh sau khi anh chết? Thì hãy cho chúng có cái lòng tất qua, đừng bao giờ xúi dục chúng kiếm tiền nhiều hơn như thế. Bởi trong thiên hạ, từ thời con người được tạo ra là Nabi Adam alayhi salam cho đến người cuối cùng sau này, không có người nào mà được Allah subhanahu wa ta'ala cho họ tiền nhiều giống như cho Qarun cả. Chưa từng có. Mà Allah subhanahu wa ta'ala kể về Qarun, về cái chìa khóa để mở các kho tàng đó đó, mà Allah ta'ala phán bảo phải dùng đến Usbah. Chữ Usbah, những người đàn ông sức mạnh. Và chữ Usbah này theo tafsir ghi đó là số lượng. Có rất nhiều câu nói về cái chữ Usbah này, nhưng số lượng của họ sẽ từ 3 người cho đến 40 người. Phải là những người đàn ông cơ bắp lực lưỡng mới có thể khiêng nổi cái số chìa khóa. Đó chỉ là chìa khóa để mở kho tàng của Qarun thôi. Sẽ như thế nào kho tàng hay là kho báo của Qarun được giấu trong những cái chìa khóa đó? Nhưng kết quả cuối cùng là sao? Y đã bị Allah subhanahu wa ta'ala cho đất nút chững y và nhà cửa của y, trước mặt chứng kiến của tất cả mọi người ở ngoài chợ. Thì đồng tiền không tạo nên hạnh phúc, mà hãy cho con chúng ta lòng tất qua trong lòng của chúng, thì chúng sẽ trở nên người mà được Allah ta'ala trưng dụng chúng. Và khi Allah trưng dụng chúng thì chúng sẽ làm lên lịch sử mà chúng ta đã nghe, những câu chuyện chúng ta đã nghe đó. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho chúng ta đến những điều mà Ngài hài lòng. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho chúng ta với những lỗi lầm chúng ta đã phạm. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala quảng đại và kiên trì con tim của chúng ta trên con đường cho đến cuối đời của chúng ta, và chúng ta được ra đi bằng câu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta cũng như ngày thứ 6 ngày hôm nay, nhưng không phải tại nơi như thế này, mà là ở cùng với thiên đàng, với Nabi sallallahu alaihi wasallam ở tầng phước đó cao nhất. Và chúng ta sẽ được đối diện với người và trực tiếp trò chuyện với người. Đối với người nào có tấm lòng muốn gặp người, thì hãy là một người biết kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Có như thế, chúng ta sẽ được Allah ta'ala cho chúng ta vô thiên đàng, làm chúng ta hài lòng. Có bằng ngược lại thì hỏa ngục sẽ là nơi Ngài sẽ trừng phạt đối với những kẻ nào chống đối và nghịch lại Ngài và không vâng lời Ngài. Thì cầu xin Allah ta'ala bảo vệ chúng ta tránh khỏi sự cơn thịnh nộ của Ngài và tránh khỏi sự trừng phạt của Ngài ở nơi quan ngục. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن ابي تراب وصحابتي اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعدائك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن كل بلاد المسلمين من كل بلاء ومن كل غلاء ومن كل وباء برحمتك يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. واقم الصلاه.